Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Để tiếp tục chương trình hôm nay, Nam Anh kính xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Nhặt Lá Bồ Đề qua câu chuyện Lễ Phật mà quên chữ từ bi do Tịnh Tâm siêu tầm, Tú Linh tóm lược và trình bày. Tú Linh xin kính chào quý vị. Hôm nay Nhặt Lá Bồ Đề đến với quý vị với câu chuyện Lễ Phật hàng ngày quên chữ từ bi, chuyện do Tịnh Tâm sưu tầm, Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Trong kinh Phật thường dạy con người từ bi, lương thiện, làm việc tốt. Nếu chúng ta hàng ngày niệm Phật, bái Phật nhưng lại không dùng tâm từ bi cứu giúp người khác khi hoạn nạn thì liệu Phật hay Bồ Tát có ưng ý không? Vào một ngày mùa đông vô cùng rét mướt, có một người nghèo khó, lê lết tấm thân khó nhọc, đi tới gõ cửa một ngôi chùa nọ. Có vị hòa thượng ra mở cửa, gặp người đàn ông, toàn thân run rẩy thều thào, nói: "Tôi đói mấy ngày nay và lạnh." Người đàn ông khẩn cầu với vị hòa thượng: "Ngài có thể thấy, tôi không chỉ đói khát, mà còn phải chịu lạnh cống cả người. Hơn nữa, cả nhà tôi đều đang mắc bệnh, không biết sống được đến lúc nào. Nếu Ngài có chút gì, xin giúp chúng tôi cầm cự sinh mạng qua những ngày đáng sợ này. Mong Ngài rủ lòng thương hại chúng tôi." Vị hòa thượng nghe xong rất đồng cảm với tình cảnh của người đàn ông nghèo khó này. Nhưng ông tìm mãi xung quanh chùa mà không thấy có thứ gì có thể bố thí cho người đàn ông nghèo khó này được. Bất giác, vị hòa thượng ngẩng đầu lên nhìn bức tượng Phật mà mình vẫn thờ cúng. Ông lấy chiếc vòng vàng để phía sau bức tượng và đưa cho người đàn ông nghèo khó, rồi nói: "Ông hãy cầm chiếc vòng vàng này đi đổi lấy tiền mua thức ăn cho những người trong gia đình của ông." Các đệ tử trong chùa chứng kiến tình cảnh này thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sửng sốt. Họ không vừa lòng với cách làm ấy của vị hòa thượng, nên tức giận trách cứ vị hòa thượng một cách thậm tệ. "Làm sao ông có thể lấy chiếc vòng vàng của Đức Phật xuống được?" Vị hòa thượng đáp: "Tôi chẳng qua chỉ làm theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni hạ thế, phổ độ chúng sanh. Nếu nhìn thấy tình cảnh này, chắc phải Đức Phật cũng sẽ lấy chiếc vòng vàng xuống cứu ông ta hay sao?" Câu chuyện nói trên muốn nhắn nhủ ta rằng bái Phật thành tâm chính là cách từ bi với đồng loại. Nhắc đến đạo Phật, người ta thường sẽ nghĩ ngay đến đức tính từ bi. Đạo Phật có hai chữ từ bi như hình với bóng, trở thành sự mặc định vốn có trong tư tưởng của mọi người chúng ta. Từ bi là một cách sống đẹp, cao thượng và luôn được tôn kính. Từ là mang lại niềm vui, sự an lạc. Nếu chúng ta sống mà không mang lại sự an lạc cho những người xung quanh thì chúng ta chưa đạt được tâm từ. Tâm từ không dừng lại ở đó mà còn trải rộng theo tinh thần vô duyên đại từ, nghĩa là chúng ta phải mang đến niềm vui không chỉ cho những người yêu thương ta, những người thuận duyên, mà phải đem niềm vui cho những người ghét ta, nghịch duyên với ta. Bi là diệt trừ khổ não, nghĩa là có thể giúp mọi người thoát khỏi sự phiền não trong cuộc sống. Sâu hơn nữa, đó là đồng thể đại bi, nghĩa là xem nỗi khổ của chúng sanh như nỗi khổ của chính mình. Lòng đại bi tựa như câu tục ngữ Việt Nam thường nói, như thương người như thể thương thân. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Cũng như đại từ, chúng ta phải mở rộng lòng đại bi đến cho mọi người và mọi loài, bất kể đó là loại hữu duyên hay vô duyên. Đó mới đúng theo tinh thần của Phật giáo. Bởi vì mọi loài đều nằm trong vòng luân hồi sinh tử. Ý nghĩa của việc phát tâm từ bi đó là cứu chính mình, đó là chuyển tâm mình,
cảm nhận lòng thương sâu sắc với đồng loại và với các loài trong thế gian. Thế cho nên sự từ bi phải bắt nguồn từ hiểu biết và tâm chân thành. Một hành động tự thiện, một cử chỉ yêu thương, một lời nói dịu dàng. Ta không làm cho ai khác mà là cho chính ta, là câu kinh ta đọc cho bản thân. Như vậy, từ bi theo đạo Phật là luôn ban vui cứu khổ cho mọi người, xuất phát từ sự bao dung, rộng lượng, không toan tính và không phân biệt. Từ bi không chỉ là hạnh của Bồ Tát, chư Phật, mà còn là nhân của sự giải thoát, giác ngộ. Từ bi chính là yếu chỉ của đạo Phật, là sứ mạng của đạo Phật để ban vui cứu khổ cho chúng sanh còn chìm đắm trong sự u mê. Tâm từ bi sẽ hóa giải được tất cả, cảm hóa được muôn loài và mang đến sự bình an nơi tâm hồn. Một người có tâm từ bi luôn sống và hành động theo chánh đạo, không mang đến những phiền não cho người khác. Sự có mặt của họ luôn mang đến sự bình yên nào đó. Đó là hào quang được lan tỏa làm cho mọi người và mọi vật cảm thấy vui tươi, hạnh phúc. Đúng vậy, lễ Phật thực hành theo lời Phật dạy, kỳ thực, tâm từ bi của Đức Phật đều là thể hiện ngay ở trong từng việc nhỏ. Chúng ta có tâm hướng Phật, tín ngưỡng Phật, đi vào chùa lễ Phật, bỏ tiền vào thùng phước xương rất nhiều tiền, nhưng trong tâm chúng ta lại không dùng từ bi mà đối đãi với người khác, thì Đức Phật chắc hẳn cũng sẽ không hài lòng đâu. Ngược lại, một người luôn lương thiện, từ bi với người khác, thì cho dù không thắp hương bái Phật cũng vẫn được phúc báo. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý đồng hương và quý đồng đạo cao đài, Ban trị sự Hương đạo Sacramento đã khởi công xây cất thánh thất từ tháng 9 năm 2016. Mọi đóng góp trong thời gian qua hoàn toàn do đồng đạo tại địa phương cống hiến. Để việc xây cất được tiến hành tốt đẹp và hoàn tất đúng thời hạn, Ban trị sự chúng tôi rất mong đón nhận mọi đóng góp hiện kim từ quý đồng hương và quý đồng đạo khắp nơi. Mọi đóng góp xin gửi về Hương đạo Sacramento, Attention, Nguyễn Văn Đặng, địa chỉ 2628 đường số 53 Avenue, Sacramento, CA 95822. Để biết thêm chi tiết xin gọi 916-290-3702, 916-290-3702. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn do SBTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Nam Anh xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.